Văn tàu, invita. xin chào tất cả mọi người thì uh, sắp tới thì mình uh, sẽ phải uh, mình sắp tới mình sẽ chia tay đội để về Việt Nam thi đấu thì thật sự mình cũng rất là buồn và cảm thấy có lỗi khi mà về Việt Nam thi đấu trong giai đoạn mà đội vẫn đang vào thi đấu như này Vì cũng đã không đi được kết thúc cùng với mọi người đến tất cả mùa giải. Nhưng mà hy vọng tất cả mọi người sẽ hiểu cho mình. À, thật sự thì mình rất cảm thấy biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian mình có mặt tại câu lạc bộ Sơn e ở đây. Gửi lời cảm ơn tới tất cả những staff, huấn luyện viên trưởng, tất cả staff coach, những người đã hỗ trợ và những đồng đội của mình nữa. Những người đã hỗ trợ mình rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua giúp mình cảm thấy rất là thoải mái khi mình có mặt ở đây thì đến bây giờ thì mỗi lần nghĩ đến điều đó thì mình cảm thấy cũng rất là tiếc nuối khi mà phải nói lời chia tay sớm đến như vậy nhưng thôi để mình phải chấp nhận vì đây là mình cũng suy nghĩ về tương lai cho mình thì hy vọng tất cả mọi người sẽ hiểu cho mình thì thật sự thì trong khoảng thời gian một thời gian vừa rồi mình ở câu lạc bộ ấy, thì có rất nhiều kỷ niệm đối với mình thì khi lần đầu tiên mình có mặt mình đã cảm thấy sự chào tr đón của tất cả mọi người đến mình như thế nào là khi mọi người bắt đầu vào những trận đấu đầu tiên rất là khó khăn và đến khi mình và toàn đội đã có chiến thắng đầu tiên và đội đã cùng nhau ăn mừng và cùng nhau chiến thắng với nhau đó là những kỷ niệm đẹp đối với mình sau này trên sự nghiệp trong sự nghiệp bóng đá của mình thì mình hy vọng là câu lạc bộ sẽ luôn là một nơi tốt đẹp để để cho các cầu thủ tới và đạt được nhiều danh hiệu hơn trong tương lai thì mình mong tất cả mọi người ấy, các cầu thủ đến câu lạc bộ với nhiều những kỷ niệm đẹp và hy vọng câu lạc bộ sẽ thành công hơn trong tương lai thì uh, mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các fan của sư e đã ủng hộ mình rất là nhiều thật sự thì khi lúc mình sang ấy mình cũng cảm cảm giác rất là lo sợ không biết mọi người sẽ tiếp đón mình như nào mình có có làm được gì cho câu lạc bộ hay không và khi mình sang và được nhận nhiều những sự ủng hộ của mọi người đã khiến mình cảm thấy à, đây là một đội bóng rất là thân quen với mình rồi thì mình đã cảm ơn tất cả mọi người đã luôn hỗ trợ mình trong khoảng thời gian vừa qua luôn ủng hộ mình mỗi lần được ra sân nghe được mọi người hô tên mình thì đó là một niềm hạnh phúc đối với mình và đối với cuộc đời của mình thì mình luôn lưu giữ lại những kỷ niệm đó và hy vọng tất cả mọi người hãy ủng hộ mình cũng như ủng hộ câu lạc bộ trong tương lai và càng ngày sơn Lên sẽ càng nhiều fan hơn. Và xin cảm ơn tất cả mọi người.